Tưởng đúng Đó, không? nè. Giờ này. Enter cái kéo này. Rồi. Cái tốc độ ngoài để Rồi. tăng lên 4.000 này. Cho 5.000 luôn này. Rồi. Enter. Chậm này, không? Rồi. Đó. Y mấy cả cái phím bậc thang này. Bậc thang. Đó, 2.000 này, không có dấu chấm này. Rồi. Rồi tăng hết lên này. 5.000 này. Rồi. Đó, nhanh con trâu này. Rồi. Đó. Bây giờ mà giảm bên ngoài á, thử giảm bên ngoài ha, là không không khóa đấy, thử xuống Rồi. 1.000 xem nó có chậm không này. Rồi. Đó. Rồi. Rồi tăng lên. Đó. Để Không tăng tăng không được. được, tại vì mình khóa rồi á, Đúng rồi. cái không có dấu chấm á thì là tăng bình thường, Rồi. còn cái có khóa, cái có dấu chấm á, Và với kéo cái dấu chấm tăng đó, lên. có dấu chấm thì mới tăng được Lên này. 3.200 thôi. 3.200 đi. Rồi, ok, enter. Mình tăng bên trong á nhưng mà mình phải tăng cả bên ngoài, Tăng cả bên ngoài luôn. đúng rồi, giống như mấy cái kia Y đó, y với ấy. y mấy cái bậc Enter với thang bậc này thang. đó Rồi, y bậc thang. đó ví dụ mình cho nên thử 3.000 ha, vừa Rồi. kia mình để ngay 3.200 Đúng rồi. này, Rồi, đúng rồi. vậy vậy là phải để 2.500 thôi ấy. Nên dễ thôi. Vô B1 thì chịu rồi. Này đúng Đó, mà vô B1. B1 là mở máy lên nó giật kim. Rồi. Đó, này, này nghe này, vừa đẹp Rồi, này. đúng rồi. Đó, rồi. Bây giờ cái dấu chấm này giảm xuống nha. Chậm hơn này, thấy Chậm không? hơn, đúng rồi. Có nghĩa mình chỉnh bên ngoài ấy, là mình chỉnh chỉ ở đây thôi. Ừ. In cái này thôi. Đi với cái bậc thang. Y bậc thang thôi. Rồi. Đó. Còn bây giờ mình khóa bên trong lại luôn này. Có bên trong lên lấy khoảng Khóa bên trong 3.200 luôn, thôi. 3.200 này, Đúng rồi. đúng không? Rồi. Đó. Này. Đó, khóa rồi đúng không? Đúng rồi. Mình phải tăng bên ngoài lên. Tăng bên ngoài lên. Đó, 2.200 này, mình tăng lên ví dụ hạn 3.000 đi. 3.000 thôi. Rồi. 3.000 được rồi. Đó, mình khác này. Đó, Ok. 3.000 là vẫn nhanh nhá. Đúng rồi. Tôi rất là được rồi, kệ nó. Âm bình thiệt.